Những nội dung trong livestream này đã được thầy Bình Nam Dư kiểm duyệt. Quý vị có câu hỏi cần giải đáp thêm, có thể để lại bình luận bên dưới livestream này. Tác hại đáng sợ của thanh long ít người biết đến, cần tuyệt đối tránh xa, càng ăn thì càng được bỏ. Quý vị thân mến, thanh long là một loại trái cây nhiệt đới mà ngày càng trở nên nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp nơi trên thế giới. Hầu hết chúng ta ăn thanh long vì vẻ ngoài xinh đẹp và hương vị có phần đậm đà của nó, cũng như lợi ích sức khỏe dồi dào mà loại quả này mang lại. Quả thanh long thì có tác dụng làm giảm huyết áp, giảm mỡ máu, nhuận phổi, giải độc, sáng mắt. Mặc dù trái cây này có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải là ai cũng hợp để mà ăn thanh long. Thậm chí đối với một số người, việc ăn thanh long sẽ có lợi bất cập hại, đem lại nhiều hệ lụy khôn lường của cơ thể. Những đối tượng mà được kể trong video dưới đây, chúng ta nên tránh dùng thanh long ngay, cho gây nguy hại cho sức khỏe. Xin mời quý vị chúng ta theo dõi chi tiết để không mắc phải sai lầm đáng tiếc khi ăn thanh long. Được biết tới là một trong những loại trái cây đại bổ thơm ngon. Thanh long chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin C, B1, B2, B3, các khoáng chất thiết yếu gồm phốt pho, sắt, canxi. Thanh long, đặc biệt là thanh long đỏ, thì rất giàu anthocyanin, một chất tiềm năng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa xương cứng đông máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ do máu đông. Đồng thời, quả này còn làm chậm quá trình lão hóa, phòng ngừa ung thư, thoái hóa tế bào não, ức chế sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ. Chưa dừng lại ở đó, thanh long là một trong số ít những loại rau quả chứa các loại albumin thực vật. Loại albumin hoạt tính này thì sẽ tự động kết hợp với mercury trong cơ thể, giúp tăng cường đào thải tiêu độc ra ngoài thông qua hệ bài tiết. Không chỉ như vậy, loại albumin này còn rất tốt cho dạ dày. Không chỉ là tốt cho sức khỏe, thanh long còn là thần dược dưỡng nhan với hàm lượng vitamin C cao vượt trội, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân và làm trắng da. Đặc biệt, thanh long là loại trái cây rất giàu hàm lượng sắt, chất đóng vai trò quyết định trong việc sản xuất hemoglobin và các chất thiết yếu trong cơ thể. Mặc dù có rất nhiều chất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như không biết ăn đúng cách thì thanh long sẽ gây hại cho sức khỏe. Với bạn khi ăn thanh long, mọi người cần lưu ý những điều sau đây. Đầu tiên là phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt. Khi đang trong kỳ kinh nguyệt thì cơ thể của chị em thường là khá yếu. Nếu như ăn trái cây có tính hàn như thanh long, hành vi không thơm không đều, đã vậy còn rất dễ bị đau bụng. Cho nên khi đang có kinh, không ăn hoặc hạn chế ăn thanh long tối đa. Thứ hai là những phụ nữ mà đang mang thai, khi mà đang mang bầu thì chị em nên cẩn trọng khi ăn thanh long, bởi lượng protein thực vật lớn trong thanh long rất dễ làm cho chị em bị dị ứng. Nếu cơ thể mà khi mang thai mất cảm nhận thông thường, hoặc là bạn có tiền sử dị ứng thì không nên hoặc hạn chế dùng thanh long nhé. Thứ ba là những người mà bị tiêu chảy. Người dễ bị tiêu chảy và đang bị tiêu chảy thường rất mệt mỏi, ăn thanh long cũng không tốt cho sức khỏe, dễ khiến cho tình trạng tiêu chảy mệt mỏi này trầm trọng hơn. Vì thế nếu bạn đang bị tiêu chảy mệt mỏi, nhớ là không ăn thanh long nhé. Người bị chứng phiền muộn thứ máu, dịch đờm nhiều cũng không nên ăn nhiều. Người mang thai nên cẩn thận khi ăn thanh long. Trong thanh long có chứa nhiều protein thực vật, do đó những người mang thai sẽ bị dị ứng nên cân nhắc trước khi sử dụng. Thứ tư là những người mà bị tiểu đường, hạn chế ăn thanh long khi bị tiểu đường, vì trong loại trái cây này chứa nhiều đường glucose. Khi người bị tiểu đường mà ăn nhiều thanh long, cơ thể sẽ tiêu thụ nhiều đường glucose, khiến cho lượng đường trong máu tăng cao, làm bệnh tiểu đường thêm nặng hơn. Các chị thân yêu, nếu cần Bình chia sẻ thêm về cái thuốc quý hay cách điều trị những bệnh gì, xin vui lòng inbox hoặc comment ngay vào video này. Bình sẽ làm các video tiếp theo để chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.